Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách chăm sóc những cây nha đam luôn phát triển mạnh với những chiếc lá to khỏe. Cây phát triển rất nhanh. Những cây con nhỏ sẽ mọc lên được nhiều hơn. Mặc dù những cây nha đam có khả năng chịu hạn rất tốt, nhưng khi các bạn đặt ở những nơi nhiệt độ cao hoặc nắng nhiều, những chiếc lá này sẽ bị teo tóp lại. Nên chúng ta thường xuyên tưới giữ ẩm để bảo vệ cho cây khỏi mất nước và giúp những chiếc lá luôn được mập mạp, khỏe mạnh hơn. Khi thu hoạch, các bạn có thể cắt ngang những chiếc lá này. Nhưng chúng ta hãy lựa vào những lúc thời tiết khô ráo, giúp cho những vết cắt này nhanh khô và lành lại, giúp cây không bị thối nhũng. Thường xuyên làm sạch những chiếc lá ở gần gốc để giúp cho bộ rễ được thông thoáng. Vỏ trứng có chứa hơn 90% là canxi carbonate và chứa nhiều khoáng chất như là kali, phosphor, magie. Các bạn cần làm nát ra để phá vỡ các cấu trúc bên trong của vỏ trứng, tạo ra nguồn dinh dưỡng dồi dào hơn. Dùng một thìa bột trứng sau đó hãy tưới một lượng nước vừa đủ ẩm cho cây, giúp cây dễ dàng hấp thụ các loại phân bón được tốt hơn. Chúng ta sử dụng 2 tép tỏi nhỏ, các bạn làm nát ra. Mình sẽ cho vào đây một ít nước. Sau đó hãy lọc lấy nước. Cho thêm vào 1 lít nước ở nhiệt độ phòng. Sau đó chúng ta hãy tưới vào chất trồng. Điều này sẽ rất có lợi cho những cây nha đam mau phát triển, giúp cho các vi sinh vật có lợi trong chất trồng phát triển, giúp cho bộ rễ và chất trồng của cây luôn được khỏe mạnh, được bảo vệ khỏi các loại nấm rất hiệu quả.
Chúng ta nên thực hiện cách bón phân này mỗi tháng một lần cho cây. Mình chia sẻ thêm cho các bạn cách trồng những cây nhỏ giúp cây mau phát triển hơn. Những cây nha đam không kén đất trồng, các bạn lựa chọn những chất trồng tươi xốp là được. Chúng ta hãy dùng một thìa cà phê bột trứng. Các bạn trộn đều lên. Với những cây nhỏ, chúng ta nên dùng chậu nhỏ. Chậu phải thoát nước thật tốt. Cho những viên sỏi vào đáy chậu. Mình cho chất trồng vào. Sau đó hãy đặt cây vào. Các bạn không được trồng quá sâu, cây sẽ rất dễ bị thối. Dùng những que nhỏ, chúng ta cố định lại sẽ chắc chắn và nhanh ra rễ hơn. Hãy tưới một lượng nước vừa đủ ẩm. Các bạn đặt cây ở nơi mát. Khi cây phát triển tốt, chúng ta sẽ cho cây ra ánh sáng từ từ. Khi cây được phát triển tốt hơn và lớn hơn nữa, các bạn có thể chuyển cây sang chậu lớn hơn để giúp cho cây nhanh phát triển. Chúng ta chỉ tưới khi chất trồng bị khô. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.